36 câu nói tinh hoa của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nguyễn Phú Trọng sinh ngày 14 tháng 4 năm 1944, mất ngày 19 tháng 7 năm 2024, là một chính khách nổi tiếng người Việt Nam, giáo sư chuyên ngành xây dựng đảng. Ông từng giữ những chức vụ cao cấp quan trọng trong Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam như Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam từ ngày 19 tháng 1 năm 2011 cho đến khi qua đời vào ngày 19 tháng 7 năm 2024. Chủ tịch Quốc hội thứ 9 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam từ năm 2006 đến năm 2011, đồng thời kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch nước thứ 10 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam từ năm 2018 đến năm 2021. Tổng thống Mỹ Joe Biden chia sẻ rằng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người ủng hộ mạnh mẽ mối quan hệ sâu sắc giữa nhân dân Hoa Kỳ và Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Ngài, tình hữu nghị và quan hệ đối tác giữa hai quốc gia đã được vun đắp và phát triển. Chuyến thăm lịch sử của Ngài tới Nhà Trắng vào năm 2015 là một cột mốc quan trọng trong quan hệ song phương. Nhờ tầm nhìn của Ngài, trong chuyến thăm cấp nhà nước của tôi tới Hà Nội vào năm 2023, Việt Nam và Hoa Kỳ đã trở thành đối tác chiến lược toàn diện, cấp độ đối tác cao nhất trong hệ thống quan hệ ngoại giao của Việt Nam. Người dân Việt Nam và Hoa Kỳ, cùng với người dân khắp khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, ngày nay được hưởng an ninh và nhiều cơ hội hơn nhờ có tình hữu nghị và quan hệ đối tác giữa hai quốc gia chúng ta. Điều đó có được là nhờ có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ và cá nhân tôi sẽ luôn ghi nhớ và trân trọng cam kết của Ngài đối với việc hòa giải và xây dựng một tương lai hướng tới hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực và trên toàn thế giới. Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng còn được biết đến là người đốt lò vĩ đại khi đã khởi xướng và phát động chiến dịch chống tham nhũng rộng rãi mang tên Chiến dịch đốt lò từ năm 2013, đã khiến hàng ngàn quan chức cấp cao bị điều tra, bắt giữ hoặc thôi các chức vụ. Cố Tổng Bí thư còn nổi tiếng với lối sống giản dị, một đời thanh bạch chẳng vàng son. Đại văn hào Nguyễn Du từng viết rằng: "Kiều rằng những đấng tài hoa, thác là thể phách, còn là tinh anh." Sau đây, Jessica Thảo Nguyễn xin chia sẻ đến quý vị và các bạn những câu nói tinh hoa nổi tiếng của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về văn hóa, triết lý nhân sinh, ý nghĩa cuộc sống, công tác xây dựng và chỉnh đốn đảng. Những mong sẽ mang đến cho quý vị và các bạn thật nhiều bài học giá trị. Đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho có ý nghĩa, để không phải xót xa ân hận vì những việc làm ti tiện, đớn hèn, vô liêm sỉ. Tiền bạc lắm làm gì, chết có mang theo được đâu. Danh dự mới là điều thiêng liêng cao quý nhất. Một con người có văn hóa, một gia đình có văn hóa, một dân tộc có văn hóa, lối sống văn hóa, nếp sống văn hóa, cách ứng xử có văn hóa. Có những gì xấu xa, việc làm ti tiện đớn hèn, những hành động phi pháp, bỉ ổi là vô văn hóa, phi văn hóa, phản văn hóa. Hạnh phúc của con người không phải chỉ ở chỗ nhiều tiền lắm của, ăn ngon mặc đẹp, mà còn ở sự phong phú về tâm hồn, được sống giữa tình thương và lòng nhân ái, lẽ phải và công bằng. Văn hóa là hồn cốt của dân tộc, nói lên bản sắc của dân tộc. Văn hóa còn thì dân tộc còn. Do đó, nếu mất văn hóa là mất dân tộc. Công tác phát hiện và xử lý tham nhũng được chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, tạo bước đột phá trong công tác phòng chống tham nhũng, khẳng định quyết tâm rất cao của Đảng, Nhà nước trong chống tham nhũng. Không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, không chịu sức ép của bất kỳ cá nhân nào. Đánh con chuột, đừng để vỡ bình. Làm sao diệt được chuột mà bảo vệ được cái bình hoa? Tức là phải giữ cho được cái ổn định. Dân tộc ta xưa nay tỉnh táo, thông minh, cảnh giác, không mơ màng. Nội bộ chúng ta có khuyết điểm thì ta sửa. Đừng nhìn gà hóa cuốc, đừng thấy đỏ tưởng là chín. Đừng bị cám dỗ bởi những lợi ích xấu xa, những việc làm vô liêm sỉ.
kiên quyết đấu tranh loại bỏ những phần tử hư hỏng, suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, chống mọi biểu hiện chạy chức, chạy quyền, cục bộ, ưu ái tuyển dụng người nhà, người thân không đủ tiêu chuẩn. Nói đi đôi với làm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, và không chịu sự tác động, sức ép của bất kỳ tổ chức cá nhân nào. Không thích thú gì khi kỷ luật đồng chí, đồng đội của mình, thậm chí rất đau xót, nhưng buộc phải làm. Kỷ luật một vài người để cứu muôn người, và sẽ còn phải tiếp tục làm quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới, theo tinh thần Bác Hồ đã dạy. Cắt bỏ một vài cành cây sâu mọt để cứu cả cái cây. Cái lò đã nóng lên rồi thì củi tươi vào đây cũng phải cháy. Củi khô, củi vừa vừa cháy trước, rồi cả lò nóng lên. Tất cả các cơ quan vào cuộc, có ai đứng ngoài đâu, và không thể đứng ngoài được. Đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, không làm nản chí chùn bước, sợ sai không dám làm của cán bộ đảng viên, mà chỉ làm chùn bước những ai có động cơ không trong sáng, đã trót nhúng chàm, và những người không nắm vững chủ trương, chính sách của đảng, thiếu bản lĩnh, thiếu kiến thức và kinh nghiệm. Tôi đã nhiều lần nói rồi, ai không dám làm thì mạnh dạn đứng sang một bên cho người khác làm. Nếu ai cảm thấy cản trở, nhục chí thì dẹp sang một bên cho người khác làm. Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay, có thêm nhiều điều kiện tiền đề thuận lợi để vững bước trên con đường mà đảng ta, nhân dân ta và Bác Hồ kính yêu đã lựa chọn. Ta là con cháu cụ Hồ, đảng là đảng Cộng sản Việt Nam, dân tộc là dân tộc Việt Nam. Đất nước này nhất định phải phát triển đi lên, không được phép tụt hậu so với các nước khác, không cam chịu kém người khác. Chúng ta phải xác định quyết tâm ý chí như vậy. Tất cả các vị đại biểu Quốc hội chúng ta khóa này cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nước, vì dân, phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, nâng cao trình độ về mọi mặt, gần gũi và lắng nghe ý kiến của nhân dân, thực hiện và hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ mà cử tri và nhân dân giao phó. Cây tre Việt Nam, gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển, thấm đượm tâm hồn, cốt cách và khí phách của dân tộc Việt Nam và ngày càng được quốc tế thừa nhận rộng rãi. Nhất định, ngành ngoại giao phải tiếp tục thể hiện được trí tuệ, bản lĩnh đạo đức và cốt cách của nền ngoại giao thời đại Hồ Chí Minh và kế tiếp truyền thống đối ngoại quật cường nhưng hòa hiếu của dân tộc Việt Nam. Tiếp tục đổi mới phát triển mà nên đối ngoại ngoại giao Việt Nam hiện đại vững mạnh, toàn diện, mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam. Tôi đã nhiều lần nói rồi, nay xin nhắc lại, những ai có tư tưởng này thì hãy dẹp sang một bên cho người khác làm. Đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những việc làm ti tiện, đớn hèn, vô liêm sỉ. Tiền bạc lắm làm gì, chết có mang theo được đâu, danh dự mới là điều thiêng liêng cao quý nhất. Đẩy thuyền cũng là dân, lật thuyền cũng là dân, không được lòng dân là không giữ vững chế độ. Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ. Đây là ba chân kiền rất chặt chẽ, nhiều người không nắm hết chỗ này đâu. Cứ cậy mình là cán bộ cấp trên, đi xuống hạch huệ với dân là không được. Nhưng dân nói, tôi là chủ, tôi chẳng nghe đâu, cũng lại không được. Phải có luật pháp, nhà nước phải có kỷ cương. Nhưng mà cái cuối cùng quyết định lại là đảng lãnh đạo. Tránh tình trạng nhạt đảng, khô đoàn, xa rời chính trị.
mọi đảng viên đều phải tự gột rửa, tự sửa mình. Mỗi cán bộ, chiến sĩ, công chức cơ quan nội chính phải thường xuyên tôi luyện, rèn giũa bản thân để thanh bảo kiếm luôn rắn rỏi và sắc bén, dám vung kiếm và vung kiếm đúng lúc, chém đúng đối tượng, không bị sức mẻ, để lá chắn luôn vững vàng, chắc chắn, không một viên đạn mũi tên nào có thể xuyên thủng, nhất là những viên đạn mũi tên bọc đường. Nếu là hoa, hãy là hoa hướng dương. Nếu là chim, hãy là chim câu trắng. Nếu là đá, hãy là đá kim cương. Nếu là người, hãy là người cộng sản. Tôi hay nói, chúc mừng hay chúc lo. Mừng thì mừng rồi, nhưng lo nhiều hơn, vì sắp tới nhiệm vụ còn lớn, nhiều khó khăn phức tạp, còn nhiều nguy cơ diễn biến phức tạp chưa lường hết được. Cảm ơn các bạn đã chúc mừng tôi. Thứ hai, cũng chúc mừng sức khỏe. Đúng, đây là nhân tố rất quan trọng, không nói là quyết định để làm việc. Bây giờ tôi không được khỏe lắm, các đồng chí biết, tuổi cũng đã cao, cũng xin nghỉ rồi, thế nhưng đại hội bầu phải làm, đảng viên thì phải chấp hành. Còn một giây một phút tàn hơi là vẫn còn chiến đấu quyết không thôi. Bảo vệ và giữ gìn danh dự và uy tín của Công an Nhân dân là điều thiêng liêng nhất. Công an Nhân dân còn đảng là còn mình, vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất. Em báo cáo các thầy các cô, bây giờ em là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước. Nhưng khi về trường, em xin phép được các thầy các cô vẫn gọi em là Nguyễn Phú Trọng, cựu học sinh của nhà trường. Hà Nội là thủ đô, mà thủ đô là đô thị đứng đầu chỉ có một. Hà Nội là trung tâm chính trị, trung tâm văn hóa của cả nước. Do đó, người Hà Nội làm sao phải phát huy được truyền thống hào hoa, thanh lịch, văn hiến và anh hùng, thủ đô của lương tri và phẩm giá con người, tập trung xây dựng môi trường văn hóa, xây dựng con người, xây dựng môi trường hòa bình ổn định là chức năng rất cơ bản của thủ đô. Mỗi tỉnh, thành phố có một đặc thù riêng, nhưng Hà Nội chỉ có một, vẻ đẹp không nơi nào có được. Tôi nhớ nhà văn Nga Maxim Gorky có nói: con người, hai tiếng ấy vang lên kiêu hãnh làm sao. Nhưng con người cũng có không ít tật, kém một miếng không chịu được. Miếng ăn là miếng tồi tàn, mất ăn một miếng thì lộn gan lên đầu. Vì vậy, thường rất khó, rất phức tạp. Khó nhưng không thể không làm, vì nó liên quan đến sinh mệnh của đảng và sự tồn vong của chế độ. Cái quý nhất của con người là cuộc sống và danh dự sống, vì đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, để khỏi hổ thẹn vì những việc làm ti tiện, đớn hèn, bị mọi người khinh bỉ. Để đến khi nhắm mắt xuôi tay, ta có thể tự hào rằng tất cả đời ta, tất cả sức ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng con người, mang lại hạnh phúc cho nhân dân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video trên kênh Jessica Thảo Nguyễn. Đừng quên nhấn nút đăng ký và nhấn chuông để cập nhật những video mới nhất của chúng tôi nhé. Xin chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chuyên đề tiếp theo của kênh Jessica Thảo Nguyễn. Kính chúc quý vị và các bạn cùng gia đình những điều tốt đẹp nhất.